Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Iran xử lý thế nào nếu Tổng thống Raisi gặp chuyện xấu? Chân dung Tổng thống Iran tử nạn trong vụ máy bay rơi. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi là loại nào? Giá dầu châu Âu tiếp tục tăng sau thông tin nóng từ Iran. Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran, động thái của ông Putin. Theo Điều 131 của Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu Tổng thống Iran qua đời khi đang tại chức, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền với sự xác nhận của nhà lãnh đạo tối cao Iran. Tác động trong nước, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber sẽ tạm thời lên nắm quyền cho đến khi được chọn người kế nhiệm. Một hội đồng gồm Phó Tổng thống thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp phải tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới trong thời hạn tối đa là 50 ngày. Tổng thống Iran Raisi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2021, không giống người tiền nhiệm cựu Tổng thống Rouhani, vốn theo đường lối ôn hòa. Ông Raisi có đường lối cứng rắn. Hình ảnh ông dường như được xây dựng theo những lý tưởng của cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Tổng thống Iran là người đứng đầu bộ máy hành chính được người dân bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Tuy nhiên, Tổng thống Iran không có toàn quyền đối với chính sách đối ngoại, lực lượng vũ trang hay chính sách hạt nhân của nước này. Các quyền lực trên thuộc về lãnh tụ tối cao Iran, người có thể bổ nhiệm người đứng đầu nhiều chức vụ quyền lực trong quân đội, chính phủ, dân sự và tư pháp. Dù vậy, ông Raisi đang được xem là người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí của nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, 85 tuổi. Hiện chưa có ứng viên rõ ràng nào có thể thay thế lãnh đạo tối cao Iran nếu ông Raisi không còn. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào về triển vọng kế nhiệm này đều có thể gây ra sự hỗn loạn hơn nữa ở một quốc gia vốn đang phải chịu áp lực kinh tế và chính trị đáng kể, ảnh hưởng khu vực và thế giới. Ông Rubin, cựu quan chức ngoại giao thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhận định rằng vụ tai nạn máy bay liên quan đến Tổng thống Raisi có thể tác động mạnh đến cả trong và ngoài Iran. Ông Raisi được xem là ứng viên sáng giá kế nhiệm nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Nếu ông Raisi gặp chuyện không may, giới lãnh đạo Iran sẽ rơi vào hỗn loạn. Những ngày sắp tới tại Tehran sẽ cực kỳ căng thẳng và khó đoán định, ông Rubin dự báo trong email, đồng thời nhấn mạnh cần theo dõi sát sao diễn biến này. Trong khi đó, ông Parisi, chuyên về chính sách Mỹ tại Trung Đông, chỉ ra những thách thức tức thì trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu nhất, đó là Iran sẽ phải tổ chức bầu cử mới trong vòng 50 ngày và nỗi hoài nghi liệu vụ việc có phải là do hành vi chơi xấu và liên quan đến việc lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei hay không. Kịch bản Tổng thống Iran Raisi qua đời cũng có thể báo trước một thời kỳ hỗn loạn với việc Iran liên quan đến nhiều cuộc xung đột trên khắp Trung Đông. Iran được cho là quốc gia ủng hộ chính cho Hamas, lực lượng xung đột với Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tehran cũng tài trợ cho lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, Iraq và Yemen. Những lực lượng ủy nhiệm này cũng tiến hành các cuộc tấn công vào Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Dưới thời ông Raisi, Iran cũng tổng hợp được uranium gần cấp độ vũ khí và dần phớt lờ thỏa thuận hạt nhân quốc tế sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này năm 2018. Quan hệ giữa Iran và Israel cũng thêm căng thẳng, với diễn biến đáng chú ý nhất là màn bắn tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ Iran vào trực tiếp Israel gần đây. Tổng thống Iran Raisi vừa gặp nạn trong vụ trực thăng rơi hôm 19 tháng 5 là một giáo sĩ theo đường lối cứng rắn thân cận với nhà lãnh đạo tối cao Khamenei. Ông Raisi sinh năm 1960 tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và là nơi có đền thờ Hồi giáo linh thiêng nhất nước này. Ông đã theo bước cha mình, một giáo sĩ, và bắt đầu theo học tại một chủng viện ở thành phố Qom vào năm 15 tuổi. Trong thời gian là sinh viên, ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống lại vua được phương Tây hậu thuẫn vào năm 1979 và trở thành phó công tố viên ở Tehran khi mới 25 tuổi. Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm Tổng thống Iran vào năm 2021. Ông lên nắm quyền khi Iran phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả các vấn đề kinh tế cấp bách, căng thẳng khu vực leo thang và các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới bị đình trệ. Dẫn lời các quan chức cho biết, Tổng thống Iran Raisi giữ lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với 6 cường quốc. Các cuộc thương thuyết không chính thức giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tehran nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân hiện bị trì hoãn.
Quan điểm cứng rắn của ông Raisi cũng được thể hiện ở các vấn đề chính trị trong nước. Một năm sau khi lên nắm quyền, giáo sĩ cấp trung này đã yêu cầu chính quyền siết chặt luật về khăn trùm đầu và trinh tiết ở Iran nhằm hạn chế cách ăn mặc và hành vi của phụ nữ. Động thái này đã dẫn tới các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng, đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với giáo sĩ nắm quyền tại Iran kể từ năm 1979. Rất ít thông tin về cuộc sống riêng tư của ông Raisi được tiết lộ, ngoại trừ việc vợ ông giảng dạy tại Đại học Sahid ở Tehran và họ có hai cô con gái đã trưởng thành. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi gặp nạn sau chuyến thăm biên giới Azerbaijan được cho là chiếc Bell 212 do Mỹ sản xuất. Ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi và Ngoại trưởng rơi sau chuyến thăm biên giới Azerbaijan. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức Tổng thống Iran đã đi trên máy bay trực thăng loại nào. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Iran vừa công bố một số hình ảnh cho thấy trực thăng chở Tổng thống Raisi giống với chiếc Bell 212 với tông màu xanh trắng đặc trưng. Đây là mẫu trực thăng do công ty sản xuất hàng không vũ trụ của Mỹ sản xuất từ những năm 1960, thuộc biên chế của lực lượng không quân Iran và được hoán cải thành chuyên cơ phục vụ chính phủ từ năm 2021. Bell 212 là mẫu trực thăng trung bình, được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm vận tải, thương mại và quân sự, nổi tiếng với công suất lớn và độ an toàn cao. Iran sở hữu nhiều loại máy bay trực thăng khác nhau nhưng ngành hàng không Iran được cho có độ an toàn thấp, một phần do nước này không thể có được thiết bị cần thiết để bảo dưỡng máy bay. Gần 2.000 người Iran đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay kể từ năm 1979. Các vụ tai nạn liên quan đến các hãng hàng không trong khoảng thời gian 44 năm qua đã khiến 1.755 người thương vong. Nguyên nhân đến từ các lệnh trừng phạt chống tại Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Thị trường dầu châu Á nới rộng đà tăng trong ngày 20 tháng 5, phản ánh tình trạng bất ổn chính trị tại các nước sản xuất dầu lớn sau khi có lo ngại về tình hình của Tổng thống Iran. Thị trường dầu châu Á nới rộng đà tăng trong ngày 20 tháng 5, phản ánh tình trạng bất ổn chính trị tại các nước sản xuất dầu lớn sau khi có lo ngại về tình hình của Tổng thống Iran trong một vụ tai nạn trực thăng và Thái tử Arabia hủy chuyến thăm Nhật Bản vì lý do sức khỏe của quốc vương. Khoảng 9 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc tăng 32 xu, tương đương 0,4% lên 84,30 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 5. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng 5 xu lên 80,11 đô la Mỹ một thùng, sau khi chạm mức 80,23 đô la Mỹ một thùng trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5. Các quan chức Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi đã gặp nạn vào ngày 19 tháng 5. Theo thông tin mới nhất, không có người sống sót sau vụ tai nạn. Nhà phân tích Tony của công ty giao dịch hàng hóa trực tuyến, giá dầu WTI có thể phục hồi lên mức 83,50 đô la Mỹ một thùng sau khi vượt qua mức trung bình của 200 ngày là 80,2 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent đã khép lại tuần qua với mức tăng khoảng 1% và là tuần tăng giá đầu tiên trong 3 tuần. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2% nhờ các chỉ số kinh tế được cải thiện từ Mỹ và Trung Quốc, hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Bất chấp những biến động trong khu vực, giá dầu chỉ biến động nhẹ. Trưởng Bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng cho biết, thị trường dầu mỏ phần lớn vẫn đi ngang và nếu không có chất xúc tác mới, có thể sẽ phải đợi quyết định chính sách sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC. Dù là ngày nghỉ, ông Putin vẫn mời đại sứ Iran tại Moscow đến Điện Kremlin để đánh giá và xem xét quy mô vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Hãng thông tấn nhà nước Iran ngày 20 tháng 5 đưa tin, đại sứ Iran tại Jalani đã tiết lộ chi tiết cuộc gặp của ông với Putin. Dù là chủ nhật, ông Putin vẫn tổ chức cuộc gặp lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5 với sự có mặt của các quan chức cấp cao trong Bộ Máy Quốc phòng và An ninh Nga. Tôi cũng tham gia cuộc họp với tư cách đại sứ Iran, ông Jalani nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Shoigu, Tham mưu trưởng Liên quân các lực lượng vũ trang Nga Gerasimov và là ba trong số các quan chức cấp cao cũng có mặt trong cuộc họp. Ông Zaladi nói thêm, theo vị đại sứ Iran tại Nga, ông Putin đã chia buồn với Iran về vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran. Tổng thống Nga nói với tôi rằng Moscow sẽ làm mọi điều cần thiết để hỗ trợ Tehran. Trong cuộc họp, ông Zaladi cho biết, ông Putin thông báo Nga đã chuẩn bị hai máy bay cùng 50 nhân lực tinh nhuệ và những người leo núi kinh nghiệm để hỗ trợ Iran tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, hai trực thăng Nga từ Armenia cũng sẵn sàng tham gia chiến dịch cứu hộ vào sáng ngày 20 tháng 5.
đại sứ Iran tại Nga nhắc đến điều kiện thời tiết bất lợi ở khu vực trực thăng rơi khi được ông Putin hỏi về chi tiết vụ việc. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!